để xem coi trận Lee Sin này có lên 4 triệu thắng không nha mọi người. Đây, Trịnh Ngọc. Hey, lúc trước mình có mang cái nhát chém hệ này mọi người ạ, nhưng mà nó không hiệu quả bằng, cầm cái này nó tốt hơn, nó cho ra mình, nói chung là mình thấy cái đó nó hợp hơn đối với mình, gây sát thương tốt hơn. Người thì tùy, người thì cầm về sau nó càng tăng sát thương như mình. Đi, đi tiểu long tới skill này, cho hâm mộ anh Lý Tiểu Long á. Vô thôi, trận trận nó có gì ha. Nãy là trận phiên trận đó chơi cầm con kia in Ken đó mọi người, thằng mà có hai dạng là bóng tối và bộ đỏ sát hữu với lại cho bỏ. Trận đó 7-2 thì KDA 7-2 sẹt mấy á không biết, không nhớ, cũng bình thường, nói thôi không úp được. Sau trận này để xem nó như nào. Bên kia biết chơi không? Nói chung là ở đây hầu như đều là người biết chơi hết. 65% là biết chơi hết rồi. Thời điểm này chơi lắm. Thôi được rồi, PC qua bên kia chơi. My sight may be gone. Bếp cứ nghĩ là Lee Sin này nó chỉ hơn suốt mỗi cái hàng virus thôi, nó tốc bắn được các thứ, đánh xa rồi các thứ. Thằng này không ngờ mày cũng là AD, tao cũng suốt nè. Tôi nhắn với mấy ông trong team, tôi suốt ADC về mấy ông tự xử nha. Rồi thanh niên cứ nghĩ mình không phải ADC, tôi suốt hết.